Xin chào quý vị và các bạn. Vùng thấp nóng xu hướng phát triển và mở rộng sẽ là hình thế tầng thấp chi phối các tỉnh thành miền Bắc trong đêm nay và ngày mai. Do vậy, toàn khu vực sẽ trên đà tăng nhiệt. Tuy nhiên, lưu ý nhỏ là trong đêm nay và sáng sớm mai, do ảnh hưởng của quá trình hội tụ trước rãnh gió Tây trên cao, nên các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc như là Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng và Lạng Sơn sẽ có mưa rào nhẹ. Các tỉnh còn lại bao gồm Trung Du và vùng đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, sẽ là hiện tượng mưa nhẹ ở một vài nơi cùng sương mù xuất hiện trong thời điểm ban sớm. Nền nhiệt thấp nhất tăng thêm khoảng 1 độ, dao động trong khoảng từ 19 cho đến 21 độ tại vùng núi và từ 21 cho đến 23 độ tại vùng đồng bằng. Trưa chiều mai trời giảm mây hơn, đôi lúc có nắng gián đoạn và nền nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng lên trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Khu vực Tây Bắc bao gồm Mường Tè, Mường Lay, Điện Biên, Mường La và Yên Châu có thể vượt ngưỡng 31 độ do trời có nắng nhiều hơn. Nhìn chung, trong ngày giỗ tổ, miền Bắc tiếp tục xu hướng tăng nhiệt, mưa rào nhẹ khả năng chỉ tập trung ở các tỉnh thành vùng núi trong thời đoạn ngắn nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hành hương về vùng đất tổ. Thời tiết ổn định được nhận định cũng sẽ tiếp diễn ở các tỉnh thành miền Trung trong ngày nghỉ lễ. Dự báo dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế sẽ chỉ nhiều mây trong thời điểm về đêm và sáng sớm. Mưa hầu như ít có khả năng xảy ra mà chỉ là hiện tượng sương mù ở một vài nơi. Đến trưa chiều trời sẽ giảm mây và có nắng nhẹ. Nhiệt độ sẽ tăng lên trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có mây thay đổi, mưa rào nhẹ xảy ra ở một vài nơi trong đêm nay và chiều tối mai. Còn ban ngày trời có nắng và nhiệt độ trong khoảng từ 13 cho đến 16 giờ chiều sẽ tăng lên từ 29 cho đến 32 độ. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, đặc biệt là các tỉnh ở phía Nam Tây Nguyên kéo dài từ khu vực miền Tây Nam Bộ, do rãnh thấp xích đạo còn duy trì và tiếp tục hoạt động, nên trong khoảng chiều tối chúng ta vẫn cần cảnh giác với mưa rào và dông. Dự báo đợt mưa dông chuyển mùa ở các tỉnh thành phía Nam sẽ chỉ còn duy trì cùng lắm đến ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 4. Sau đó bắt đầu từ ngày Chủ nhật cuối tuần, thời tiết ở các tỉnh thành phía Nam sẽ trở lại trạng thái ổn định với trời không mưa và nắng nhiều trong ngày. Về nền nhiệt độ ở các tỉnh thành phía Nam dự báo biến đổi không nhiều về đêm và sáng sớm. Do ảnh hưởng của điều kiện địa hình nên trời lạnh tại vùng cao nguyên. Các tỉnh thành Nam Bộ sẽ mát mẻ trong khoảng thời gian này. Trưa chiều nền nhiệt sẽ tăng lên trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Riêng các tỉnh thuộc miền đông của Nam Bộ vẫn có thể lên cao trong khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có cả huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng đông đến đông nam, cường độ khoảng cấp 4, nên tình trạng biển bình thường và ủng hộ cho hoạt động hàng hải. Riêng khu vực Nam Biển Đông, trong đó có cả quần đảo Trường Sa, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Như vậy, các tỉnh Bắc Bộ phổ biến là ít mưa, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác vào đêm và sáng, nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Khu vực Trung Bộ có mưa ở vài nơi, ngày nắng. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 5 tháng 4 của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.